Thưa quý vị, ở nhiều quốc gia trên thế giới thì khi mà xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, công tác đảm bảo nguồn người hiến máu và cung cấp máu cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn. Việt Nam của chúng ta cũng không phải là nước ngoại lệ. Thời điểm trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 càng khiến cho tình trạng khan hiếm máu trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Dù ngành y tế đã có nhiều hoạt động giảm nguy cơ thiếu máu, thế nhưng việc đáp ứng nguồn máu đủ điều trị vẫn còn rất khó khăn. Và để chia sẻ về vấn đề này, thì trong chuyện tối nay, chúng tôi đã mời tới trường quay một vị khách mời đặc biệt. Ông là người đã không ngừng nỗ lực trong suốt 5 tháng công tác, luôn đau đáu với phong trào hiến máu tình nguyện. Và xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bác sĩ, có thể thấy rằng là trong suốt cái thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì chúng ta đã thấy trên mạng xã hội cũng như là thông tin đại chúng thì truyền tải rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới việc thiếu máu để phục vụ cho bệnh nhân. Vậy thì ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là trong thời gian đó thì viện đã phải đối mặt với cái lần khan hiếm nguồn máu như thế nào không ạ? Về cái câu chuyện mà thiếu máu trong cái dịp Tết Nguyên đán ấy, thì gần như là năm nào chúng ta cũng gặp. Và chúng tôi thì với kinh nghiệm từ nhiều năm ở trên cả nước thì chúng ta đều có những cái biện pháp để phòng cái câu chuyện thiếu máu trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trước Tết Nguyên đán thì thường là chúng tôi phối hợp rất là tốt với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện, và đặc biệt là có cái chương trình Hiến máu Tình nguyện Chủ nhật đỏ của báo Tiền Phong khởi xướng và chủ trì kết hợp với cả Ủy ban An toàn Giao thông. Thế vì vậy mà cơ bản cái câu chuyện về thiếu máu trước Tết, trong Tết là chúng ta đã giải quyết được từ nhiều năm trở lại đây. Thế thì như năm nay chẳng hạn, thì đến cái thời điểm mà chúng ta đi làm sau Tết ấy, là những cái ngày 30 mới 31 tháng Giêng, thì chúng tôi vẫn còn ở trong kho khoảng độ lưu trữ được khoảng độ 6.000 đơn vị máu. Và theo như đúng kế hoạch thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận máu trong cái khoảng thời gian một tuần trước khi mà chúng ta tổ chức các cái lễ hội Xuân Hồng như định kỳ hàng năm. Thế thì nó có một câu chuyện là cái thời điểm đó ấy, thì chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn 1 của cái phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thế chính vì cái lý do đó cho nên là có một số các cái cơ quan, các cái đơn vị người ta đã trì hoãn cái lịch hiến máu. Bên cạnh đó thì các cái sinh viên vẫn tiếp tục được nghỉ học. Vì vậy mà đến cái thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã bắt đầu có một cái thời điểm thứ hai là sau cái Tết Nguyên đán đó, là chúng ta xảy ra cái tình trạng bị thiếu cái nguồn máu, đến nguồn người hiến máu. Và cái thời điểm mà chúng tôi căng thẳng nhất là cái tuần lễ vừa qua. Đấy là cái thời điểm mà khi Hà Nội công bố cái ca nhiễm COVID đầu tiên và đẩy mạnh các cái biện pháp về phòng chống cái dịch COVID-19. Và cái đó nó đã làm cho chúng tôi thực sự là gặp một cái khó khăn mà có lẽ là chưa bao giờ chúng tôi gặp phải câu chuyện đó. Bởi vì có tới 70 cái lịch hiến máu đã lên kế hoạch trước và chuẩn bị thì đều bị hoãn cả. Và tổng số cái lượng đơn vị máu mà dự kiến tiếp nhận từ 70 cái lịch đấy là 12.000 đơn vị máu. Vâng, cũng xin được rất là chia sẻ với cả các bác sĩ cũng như là các bệnh nhân. Vậy thì không biết là trong những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng ta đã có những cái biện pháp nào để có thể là vận động người dân tiếp tục hiến máu tình nguyện để cứu sống các bệnh nhân ạ? Cái dịp mà đầu tháng 2 ấy, khi mà chúng ta đang bước vào giai đoạn 1 của chiến dịch phòng chống HIV, phòng chống COVID-19 ấy, thì có thể nói rằng chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của rất là nhiều các ban ngành đoàn thể. Một trong những cái mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động đấy là các cái hoạt động của các cái cơ quan truyền thông. Có thể nói rằng là các cái hoạt động truyền thông lúc đó là một cái phương pháp hết sức là hữu hiệu để truyền tải những cái mong muốn của chúng tôi đến người dân ở vào cái thời điểm đó. Và với cái sự vào cuộc rất tích cực của truyền thông ấy, thì có thể nói rằng là chúng tôi đã tiếp nhận được một cái nguồn máu khá là lớn. Bên cạnh đó thì cũng có cái sự phối hợp ví dụ như của Công đoàn Viên chức Việt Nam
Công đoàn Viên chức Việt Nam thì cũng đã gửi các cái công văn đi các công đoàn của các đơn vị ở trong toàn quốc, và chúng tôi trong cái đợt tháng 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức được, phối hợp được rất nhiều với cả các công đoàn của các bộ để tổ chức các cái buổi hiến máu. Thế rồi thì ngoài ra thì còn các cái đồng nghiệp của chúng tôi nữa ở các bệnh viện. Năm vừa qua cái tháng 2 là cái tháng năm nay ấy, cái tháng 2 là cái tháng là năm đầu tiên mà chúng tôi có tới 20 bệnh viện ở thành phố Hà Nội đã tham gia cái hiến máu tình nguyện, và với một cái lượng máu mà chúng tôi tiếp nhận được là trên 5.000 đơn vị máu. Và sau đó thì đến lễ hội Xuân Hồng nữa. Và cái tháng 2 vừa qua có thể nói rằng là với những cái sự cố gắng của chung của cả cộng đồng ấy, thì chúng tôi đã tiếp nhận được 36.000 đơn vị máu. Có thể nói rằng là một cái kỷ lục mà chúng tôi chưa bao giờ đạt được vào cái tháng đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Dạ vâng, có thể nói đấy là một cái sự nỗ lực của cả cộng đồng để có thể là giúp đỡ các bệnh nhân khi mà họ có cái nhu cầu về máu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi mà có dịch Covid thì một bộ phận người dân họ vẫn rất là lo lắng với cái việc là đi hiến máu tại các khu nơi đông người như vậy. Vậy thì chúng ta đã có những cái sự thay đổi như thế nào về cách thức tổ chức hiến máu trong cái thời đoạn vừa rồi ạ? Trong cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì một trong những các cái biện pháp, các cái nguyên tắc, các cái quy định trong cái chương trình và phòng chống cái dịch Covid-19 ấy, đấy là chúng ta hạn chế đi đến những cái chỗ đông người. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế cái việc tiếp xúc quá lâu, và chúng ta cần phải đeo khẩu trang, cần phải có các cái dung dịch khử khuẩn. Và với tất cả những cái câu chuyện như vậy, và đồng thời thì chúng ta cũng rất là khó để có thể biết được rằng là những cái người mà chúng ta gặp ấy, họ có hay là không có cái việc mà Covid-19. Thì chính cái việc đó cộng thêm với cái sự xuất hiện của cái ca đầu tiên của Covid-19 ở Hà Nội ấy, nó làm cho chúng ta đều thấy rằng là tất cả mọi cái hoạt động ở thành phố của chúng ta đều trở nên hết sức là vắng vẻ. Từ cái việc mà mọi người đi ra ngoài đường cũng rất ít, rồi thì quán xá, rồi thì tất cả mọi hoạt động đều rất là vắng, và bệnh viện của chúng tôi cũng như các bệnh viện khác là đều rất ít người đến khám. Cái việc đó nó dẫn đến là cái người hiến máu ấy, họ không đến các cái buổi hiến máu hoặc là các cái điểm hiến máu nữa, và các nhà tổ chức cũng trì hoãn cái việc tổ chức các cái buổi hiến máu để hạn chế tập trung đông người. Thế thì đấy là làm cho chúng tôi gặp khó khăn thực sự, bởi vì cái vấn đề ở đây là người ta, đấy là những cái biện pháp mà người ta phải thực hiện để phòng chống cái Covid-19. Chúng ta không thể nào mà yêu cầu họ phải làm khác đi được, bởi vì chính chúng ta yêu cầu là phải làm như vậy. Thế thì để mà đảm bảo tất cả những cái việc đó thì chúng tôi sẽ phải thay đổi phù hợp với cái câu chuyện đó. Có nghĩa rằng là chúng tôi sẽ phải tổ chức các cái buổi hiến máu, nó không phải là chỉ trong một buổi, mà có thể là phải kéo dài một ngày, thậm chí có thể là kéo dài hai ngày. Và chúng tôi có làm việc trước với cơ sở tổ chức hiến máu để làm cho người dân họ có thể là sắp xếp giờ, họ đến theo những cái giờ khác nhau. Rồi thì khi mà đến ấy, thì sẽ có khẩu trang, rồi thì có cả dung dịch khử khuẩn. Và với tất cả những cái biện pháp như vậy ấy, thì chúng tôi đã giải quyết được cái tình trạng là không phải là tập trung quá đông người cùng một lúc. Và cái thứ hai nữa ấy, là cái thời gian họ ở lại cái chỗ đó, cái thời gian phải tiếp xúc ấy, nó được rút ngắn đi rất là nhiều. Dạ vâng, hiện nay thì trên thực tế thì cũng có rất nhiều người có tâm lý e ngại rằng là việc đi hiến máu có thể khiến cho chúng ta bị lây bệnh Covid-19. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái thực tế này như thế nào, và để tránh cái tâm lý e ngại đó cho người dân thì chúng ta có những cái biện pháp nào để có thể đảm bảo công tác tiếp nhận cũng như là cung cấp máu trong thời điểm chống dịch ạ? Thực ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đi hiến máu hay là chúng ta đi đến một cái cơ sở nào đó hoặc chúng ta đi làm một cái việc gì đó thì nếu mà nói đúng ra thì đều có nguy cơ cả. Chứ không phải chỉ có đi hiến máu mới có nguy cơ. Chính vì vậy mà chúng tôi để mà thực hiện được tốt cái câu chuyện là người hiến máu không e ngại cái câu chuyện là bị lây nhiễm khi mà đến chỗ hiến máu ấy, thì cái đơn giản và cũng là cái tốt nhất mà chúng ta có thể làm được đấy là chúng ta tôn trọng và tuân thủ tất cả các cái biện pháp, các cái quy định về vấn đề phòng chống Covid-19.
Có nghĩa rằng là chúng tôi cũng có những cái bảng câu hỏi về những cái yếu tố nguy cơ của cái người hiến máu đấy với cả cái việc mà nhiễm COVID-19. Chúng tôi cũng hỏi rất là đầy đủ tất cả mọi chuyện liên quan đến cái chuyện đó. Có đi đến từ vùng dịch về hay không, hoặc là có nguy cơ nào tiếp xúc với người bị nhiễm hay không, vân vân và vân vân. Và nếu mà có những cái yếu tố nguy cơ đó thì chúng tôi cũng xin hẹn là có thể là 14 ngày hoặc là 21 ngày gì đó thì là hãy quay trở lại. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỏi phỏng vấn khá là kỹ cái người hiến máu đó để đảm bảo chắc chắn rằng là không có cái câu chuyện gì liên quan đến COVID-19 cả. Rồi thì mình thực hiện những cái biện pháp mà như tôi đã nói. Thì tôi nghĩ rằng là với tất cả những cái biện pháp mà chúng ta làm tốt cái việc phòng chống đó thì cũng giống như là chúng ta phòng chống cái COVID-19 đối với cộng đồng thôi, thì sẽ không xảy ra cái câu chuyện là người hiến máu bị lây nhiễm cái COVID-19 khi mà đi hiến máu. Dạ vâng, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.